Xin kính chào cô chú chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều. Thời tiết hôm nay thì trời nó cũng hơi âm u. Mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Quy Nhơn. Mình đang đứng ở vị trí này là tại khu vực quảng trường. Thì trong video này mình sẽ lòng vòng mình review cái cảnh quan, cái không khí tại thành phố Quy Nhơn. Ta đang hoàn tất cũng như là mua bán rồi để chuẩn bị đón Tết năm nay. Đó, mình đang đứng trước cái khu vực đang làm cái khu linh vật năm nay, năm Xuân Giáp Thìn 2024 là con rồng. Đó, đây là cái khu này. Đó, giờ người ta đang làm, thấy là đã hình thành cái biểu tượng linh vật rồng rồi nha. Nhìn thấy cũng khá đẹp, có thể là trong khoảng chừng tuần nữa thì có lẽ xong đó, tuần nữa đó. Rồi giờ mình dọc cái con đường đi qua khu vực quảng trường này đó. Xem cái cảnh quan, cái không khí như nào nha. Chiều nay thì nhìn chung cái không khí ở ngoài đường tại trung tâm thành phố Quy Nhơn thì dòng người đi lại cũng khá là nhộn nhịp. Thời tiết thì cũng se se lạnh, không có lạnh lắm, là chỉ là se se lạnh thôi. Dòng người đổ về trung tâm thành phố Quy Nhơn mua sắm rồi làm việc, kinh doanh, buôn bán cũng khá nhộn nhịp. Hôm nay là ngày 18 tháng Chạp nha. Hình như là mình thấy tại trung tâm thành phố Quy Nhơn thì đã có những cái gian hàng bán hoa cảnh rồi cây cảnh, cũng như là các cái đồ dùng vật dụng phục vụ ngày Tết cũng đã đến thành phố Quy Nhơn. Rồi mình đi nhanh qua cái đoạn này nha, đi qua cái khu vực siêu thị Co-op. Còn điều nữa, hôm nay là ngày chủ nhật á, cho nên là ở siêu thị Co-op rất là đông người nha. Phía bên ngoài nhìn thấy là xe ô tô, xe máy người ta đến rất đông mùa sắm Tết. Đây siêu thị Co-op đây, không khí rất là nhộn nhịp, đông lắm. Có lẽ là trong 2 ngày nữa, từ ngày 20 tháng Chạp trở đi á, từ ngày 20 đến ngày 25 thì thường là như mọi năm thì hoa Tết cũng như là các đồ dùng vật dụng từ các nơi được đưa đến bán rất nhiều tại khu vực con đường Nguyễn Tất Thành này, rồi đường bên khu vực đường Lê Dũng, cũng như một vài cái con đường khác. Bởi vì khu vực này là khu vực trung tâm của thành phố Quy Nhơn. Đây, kia mình nhìn thấy có một cái gian hàng rất là đông người. Người dân người ta đổ đây, người ta mua những cái đồ dùng vật dụng. Giờ là 5 giờ nha, 5 giờ trời nó vẫn chưa tối nhưng mà nó hơi âm u. Điện đường thì cũng chưa được mở lên đâu. Rồi chỗ này có một cái gian hàng, đó là gốm sứ, nhìn thấy là gian hàng bán gốm sứ Nhật. Kia có một cái gian hàng cây cảnh bonsai. Đây mình đi vòng qua chỗ này lại để xem. Đây có một gian hàng cây cảnh bonsai. Đây nhìn thấy tổng thể người ta đang mang đến để bán một số cây. Cây này là cây sam nha, sam này
của nhà vườn miền Nam chứ. Cái loại cây này nè, cái cây này cây gì đó, số cây này mới đưa vào đây lúc chiều nay rồi, có kèm theo hai cây mai này. Rồi. Mai thì tại thị xã An Nhơn rất là nhiều mà được đưa đến thành phố Quy Nhơn thì bây giờ cho tới ngày hôm nay thì chưa thấy. Đây có hai cây mai cũng khá to đấy. Cây trong này là cây nhỏ nhỏ, không xài cây họ giấy đẹp á, họ giấy nè, họ giấy cũng xài, chi rễ rất là to, có lẽ trong miền Nam mang ra sao. À, không gian này kế tiếp đây là gốm sứ Nhật Xuân Lãm, rồi đây bán gốm sứ, rồi ly cốc, rồi chén bát bình đủ thứ cả, bình đồ đĩa gốm sứ này rất nhiều luôn. Những cái mặt hàng gốm sứ này mỗi năm đến những ngày trước Tết thì được các cái shop đưa đến bán tại trung tâm thành phố Quy Nhơn thì rất được nhiều người mua nha, người ta đến đây người ta rất là thích mua những cái loại này. Đại đa số đây là đồ cũ nhưng mà nó là đồ nhật đồ tàu vậy. Rồi đây rất là nhiều. Rồi mình đi tiếp sang phía bên này xem. Đây mình đi qua công viên Hoa Ban này. Công viên Hoa Ban là cái nơi mà cứ vào những ngày trước Tết hoa tập trung về đây rất nhiều để trưng bán phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Quy Nhơn cũng như vùng lân cận thành phố Quy Nhơn. Đông đông này, người ta đến đây cũng thấy đông đúc. Đây là bán cái đồ, đây là cái đồ, những cái đồ dùng hàng như là búa, kìm, ốc, quýt, dao, rồi kéo, đủ thứ cả, rồi quá là nhiều luôn. Xem đây rồi, nhiều lắm. Ôi, dao, kéo đủ thứ cả. Ta rất thích mua những cái đồ này nè, bởi vì đây là hàng ngoại nha, hàng ngoại cũ, ngoại cũ đây. Đây, cà lê mở lết vẫn có nha, cà lê mở lết đủ thứ cả, rồi ngay cả đồ điện, điện bên này, bình chén rồi đây, bình nước rồi này, rất nhiều. Đây nữa, kéo đây. Rồi đi vòng qua đường Lê Dũng xem nha. Nhưng mình nhìn thấy bên đường Lê Dũng có một vài gian cây cảnh đã về rồi nha. Đây, vòng qua đường Lê Dũng này.
đây có một shop đã về đây là cây quất nha. Quất này không biết ở đâu nữa, quất có thể quất Tuy Hòa hay sao, quất Tuy Hòa ra đây hay sao, hay là quất miền Nam vậy đây. Ôi, hôm nay đưa ra thì quất nhìn cây đẹp đó, trái đẹp đó. Lá xanh đó. Trái thì bắt đầu bắt đầu chín rồi, bắt đầu chín lác đác. Thì những cái chậu quất này có lẽ là nó kịp chơi Tết, đến Tết thì nó chín vàng đẹp luôn. Đây, rất là nhiều Hàn Quốc, trái quá trời luôn. Đó. Rồi tiếp tục là bonsai, đó, bonsai mini đây. Bonsai mini, đó. Dạng này là bonsai mini cũng đã đưa đến đây. Rồi. Ngoài ra có những cái bông cây lớn này, đây như cây lộc vừng nha. Lộc vừng là lộc đỏ luôn nè. Lộc tím đỏ luôn. Đây. Cây lộc vừng. Một cây này to, cây này chắc khá tiền đây. Rồi. Có cây mận này đó nè. Mận thì me. Và hình như là mới cái chừng đó chưa có nhiều. Rồi và thì mình xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị bạn, và mình sẽ cập nhật trong video mới tiếp theo về cái không khí những ngày trước Tết tại trung tâm thành phố Quy Nhơn. Rồi mình xin dừng ở đây.